Chương 1, Sài Thiên Thành, nghe chọn bộ tại mê audio com Biên giới Nam Việt Quốc Sài Thiên Thành Tòa thành này là một trong 18 tòa thành trì trải dài theo đường biên giới của Nam Việt Quốc. Bởi vì đặc thù chiến sự liên miên, cho nên từ bên ngoài nhìn lại tường thành đầy vết loang lỗ, vết máu đã khô đen lại. Cả trăm dặm tường thành đều chịu chung một cảnh tượng như vậy, làm cho người ta nhìn mà sờn hết gai ốc đồng thời cũng cảm nhận được sự thảm liệt của chiến tranh nơi này bên ngoài thành thảm liệt như vậy nhưng bên trong là cảnh tượng khác đường xá được lát đá xanh rộng rãi nhưng lúc này cũng có vẻ như chật hẹp khi mà từng tốp binh lính và người đến người đi chen chúc nhau ai ai cũng có vẻ vội vã và nghiêm túc lúc này là buổi chiều ánh tịch dương thuần một màu vàng óng trải dài từ xa, chiếu dọi lên cả tòa thành càng làm cho không gian rơi vào một loại cảnh tượng huyền mỹ lạ thường. Mặc dù vậy, hình như không có ai có hứng thú quan sát cảnh đẹp này mà là từng tốp binh lính đi bên trên tường thành vô cùng nghiêm cẩn tra xét và theo dõi mọi động tĩnh từ ngoài thành. Ngay khi ánh chiều tà vừa khuất dạng sau một ngọn đồi nhỏ phía xa xa, bóng đêm mờ ảo cũng theo đó kéo tới thời gian này là thời gian thả lỏng nhất, gia đình sum họp ăn bữa cơm chiều. Từng đàn chim cũng kêu lên quăng quác tìm về chỗ nghỉ ngơi, đâu đó lại vang lên mấy tiếng gọi con về ăn cơm. Ngay lúc này, từ phía xa đột nhiên nổi lên một đám mây đen. Đám mây đen này không hề có chút dấu hiệu báo trước nào, vừa xuất hiện ngay lập tức lan tỏa ra hơn trăm dặm, trong bóng chiều tà lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi tiếng về phía xài thiên thành chỉ trong chớp mắt, đám mây đen này đã đến gần Sài Thiên Thành trong vòng 50 dặm. Đột nhiên, trong Sài Thiên Thành vang lên một tiếng quát mở đại trận phòng hộ. Lập tức, cả tòa thành vô cùng rộng lớn vang lên tiếng u u mãnh liệt. Tiếp theo đó, một vầng sáng tựa như một cái lồng kính nhanh chóng bao phủ toàn bộ tòa thành. Mà trên tường thành lúc này cũng nhanh chóng tập hợp vô số binh lính, ai nấy vẻ mặt khẩn trương nhìn lên bầu trời đám mây đen bay đến gần trong vòng 10 dặm thì từ phía xài thiên thành bỗng vọt ra một thân ảnh màu trắng ngà. Thân ảnh này trong bầu trời đêm càng trở nên nổi bật đạo hữu phía trước xin dừng bước. Lâm mỗ là Lâm Thiên Thành, trưởng lão Vân Linh Tông. Không biết đạo hữu đến xài thiên thành có việc gì? chương 2, Huyết Tế, nghe chọn bộ tại mê audio com ngay khi đại trận vỡ vụn, từ đám mây đen đột ngột truyền ra một cỗ hấp lực kỳ dị. Theo cỗ hấp lực này truyền ra, tất cả mọi người có mặt bên trong Xài Thiên Thành dù còn sống hay đã chết đều không tự chủ được bản thân bị hút lên trên. Nhìn từ xa, mấy vạn thân ảnh tóc tai rũ rượi, khuôn mặt hoảng loạn bị hút lên bầu trời, hòa vào đám mây đen. Mà trên đám mây đen, từng khuôn mặt hư ảo lại hiện ra, mang theo thần sắc dữ tợn rít gào, lại có vẻ tham lam thèm thuồng nhìn những thân xác con người không ngừng bị hút lên. Giờ phút này, bên dưới lòng đất của Sai Thiên Thành chừng một dặm, có một căn phòng đá được người dùng thần thông tạo ra. Căn phòng đá diện tích rộng rãi nhưng hầu như không có chứa đồ vật gì khác ngoài mấy viên minh châu tỏa ánh sáng dịu dịu, thắp sáng toàn bộ nơi này. Có thể thấy, căn phòng đá này chỉ là nơi chú ẩn được người chuyên môn tạo ra. Mà trong phòng đá lúc này lại có hơn 200 đứa trẻ đang run rẩy dựa sát vào nhau. Những đứa trẻ này, đứa nhỏ nhất mới 4 năm tuổi, đứa lớn nhất chừng 16 tuổi. Hoàn toàn không có người lớn trong này. Lúc này, đám nhóc đang chia thành nhiều nhóm nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mà hiển nhiên, bộ dáng mỗi đứa đều không quá sợ hãi bởi vì từ lúc bọn chúng sinh ra đến nay từng có lần chui vào nơi này kết quả chỉ sau chậm nhất nửa ngày lập tức có người đến đưa chúng ra ngoài thường nói nghe con không sợ cọp đối với đám nhóc này chỉ có kinh chứ không có hiểm a à. bởi vậy hiện giờ mối quan tâm của đám trẻ này không phải là nguy cơ sinh tử tồn vong bên trên mặt đất mà là một vấn đề khác trong góc của căn phòng, lúc này đang có có một đám trẻ trên dưới 10 đứa, ăn mặc hoa lệ, nét mặt kiêu căng lớn tiếng cười nhạo hai đứa trẻ khác. Mà hai đứa trẻ bị cười nhạo thì một thân áo phải thô chân đi giày cỏ, nhìn qua đã biết là con nhà nông dân, địa vị thấp kém. Ta đang thắc mắc sao nơi này lại có mùi hôi thúi như vậy, thì ra là do có lý thiếu gia ở đây. Ha 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 một thiếu niên đứng đầu trong đám trẻ lớn tiếng cười nhạo bản thân gã gọi là thiết trì con trai của một vị thống lĩnh trong thành nói địa vị hiển hách quả thật không sai đi đâu được còn vị lý thiếu gia trong miệng thiết trì vừa gọi kia tên gọi là lý dương vốn là một đứa cô nhi mà thôi lời gọi thiếu gia dĩ nhiên cũng là một loại châm trọc giờ phút này lý dương ánh mắt tuy có lửa giận nhưng vẫn bình tĩnh nhìn đám nhóc trước mặt cẩn thận che chắn cho một cô bé sau lưng cô bé này mặc dù ăn mặc đơn sơ nhưng khuôn mặt phấn điêu ngọc mài tóc đen óng ả nhìn qua đã biết đây là một tiểu mỹ nhân tương lai nhìn lý dương vậy mà không hề đáp trả ánh mắt của thiết trì lại có thêm chút âm hiểm lý dương người lén lút đốn củi trong rừng của sài thiên thành mà chưa qua xin phép đây thật đúng là tội lớn Lát nữa ta sẽ báo cho cha ta sai người đến bắt ngươi mang đi trị tội. Hừ hừ, để xem lần này ngươi chạy đi đâu. Thiết trì mở miệng ra liền khép cho Lý Dương một cái tội danh, đối với trí óc một thiếu niên 14 tuổi thì đây đã là một cái cớ vẹn toàn kỳ mỹ. Lý Dương nghe vậy thì cười lạnh, mở miệng. Hắc sát lâm khi nào do nhà ngươi quản lý vậy? Hơn nữa, ta chỉ là nhặt củi kiếm sống qua ngày cũng không có quy định nào bắt kiếm củi cũng phải xin phép a à. đừng tưởng cha ngươi là thống lĩnh thì muốn làm gì cũng được ta sẽ đến phủ thành chủ kêu oan dù ngươi bắt ta bằng hữu của ta cũng sẽ kêu oan thay ta lý dương nói năng rất rõ ràng bộ dáng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước làm cho thiết trì có chút trột dạ mà đột nhiên một tên nhóc đứng sau lưng thiết trì đột nhiên tiến lên thì thầm vào tai gã mấy câu ánh mắt thiết trì ngay lập tức sáng lên, vỗ vai khen ngợi tên nọ mấy cái rồi nhìn Lý Dương cười ngạo nghẽ, vậy thì thôi. Nhưng cách đây 3 tháng, người nhờ vi đại phu chữa bệnh, tiền trả chưa đủ. Hiện nay vi đại phu đã trở thành người của thiết gia ta. Vậy món nợ kia ngươi tính thế nào đây? Hơn nữa, qua 3 tháng, tính cả tiền gốc lẫn lãi đã lên 10 lượng hoàng kim. Dù ngươi có đốn cả hắc sát lâm lấy củi cũng không đủ trả nợ nha. Ha ha ha, cái gì? Vì đại phu ngươi, Lý Dương nghe vậy biến sắc, nửa ngày không nói được gì, bởi vì sự kiện kia là có thật. Lý Dương bản thân là cô nhi, cha mẹ từ lâu đã qua đời sau cơn bạo bệnh. Mà bản thân cha mẹ hắn cũng là cô nhi. Đời này qua đời khác đều là cô nhi, hoàn cảnh này làm cho Lý Dương từ nhỏ đã tự xoay sở tất cả mọi thứ. Cũng chịu đựng đủ đắng cay, sỉ nhục từ mọi người nhất là ở nơi cường giả vi tôn đầu nắm đấm là chân lý này thì một đứa cô nhi như lý dương chẳng khác gì gánh nặng chung của tất cả mọi người nhưng lý dương thật sự không phải gánh nặng hàng ngày hắn lên núi đốn củi thỉnh thoảng săn một ít thú nhỏ như thỏ nhím hái một số trái cây trong rừng cuộc sống cũng không đến nỗi nào mãi đến khi một hôm tình cờ lý dương gặp được cô bé này trong rừng cô bé này mặt mũi lem luốc, quần áo đơn sơ rách nát. Lý Dương một đứa bé cô nhi, gặp hoàn cảnh này tất nhiên động lòng chắc ẩn, mang về chăm sóc như em gái. Bởi cô bé mặt hoa da phấn, tựa như bạch ngọc điêu khắc mà thành, xinh đẹp khả ái, cho nên Lý Dương vận dụng hết đầu óc của mình gọi cô bé là Tiểu Tuyết. Cách ba tháng trước đó, Tiểu Tuyết không biết vì nguyên do gì đột nhiên đổ bệnh. Lý Dương sau khi thử đủ mọi cách không hiệu quả, cuối cùng nhờ vị vi đại phu kia chữa trị, không tiếc ký giấy nợ để mua thảo dược tốt nhất chữa trị cho Tiểu Tuyết. Vì vậy mới có một câu chuyện kia. Đám người Thiết Trì vốn cũng chẳng có thu oán gì với Lý Dương ngoài sự khinh thường. Nhưng mục đích bọn chúng là Tiểu Tuyết. Đối với Thiết Trì, việc có một thị nữ xinh đẹp dễ thương như thế chính là mặt mũi to lớn mà chúng nằm mơ cũng mơ đến nhìn dáng vẻ bối rối của lý dương thiết trì lại cười lớn đắc ý tiến lên một bước nói lý dương chỉ cần ngươi cho tiểu tiết đi theo bản thiếu gia hầu hạ vài năm số nợ kia ta sẽ bỏ qua hết hơn nữa lại cho ngươi mười lượng bạc để hưởng thụ thế nào thiết trì nhanh chóng nói xem ra sự yêu thích của gã đối với tiểu tiết cũng đã đến một mức độ to lớn cũng chịu xuất ra chút huyết rồi đối với đám người kiếm củi như Lý Dương, một lượng bạc có thể bằng một tháng không ăn không uống mà tích lũy lại cũng chưa đủ. Đủ thấy 10 lượng bạc có giá trị lớn ngần nào, mà 10 lượng hoàng kim kia lại là khổng lồ như thế nào? Lý Dương cắn răng, đôi tay theo bản năng che chắn trước người tiểu tiết đáp. Món nợ kia là ta nợ vi đại phu. Ta nhất định làm trâu làm chó trả nợ cho ngài ấy nhưng chuyện này không liên quan gì đến tiểu tiết, muốn bắt nàng, thiết chỉ ngươi nằm mơ đi. Hạc hạc, không ngờ ngươi cứng đầu như vậy. Vậy ta không nói nhảm nữa, tụi bay, lên. Thiết chỉ cười âm lãnh, ác độc ra lệnh. Loại thiếu gia như hắn, bình thường có vài tên cóc nhái sai vặt bên thân cũng là chuyện bình thường. Hiện tại nghe vậy thì đồng loạt đi lên, chia làm mấy hướng từ từ đi tới lý dương cắn răng móc ra từ trong ngực một cây chủy thủ bằng xương thú cây chủy thủ này là lý dương làm từ một cái răng nanh heo rừng mà hắn nhặt được độ sát thương không hề tầm thường đám chung quanh thấy cảnh này thì ánh mắt hơi ngưng lại giờ phút này cái khí thế và ánh mắt như thể liều mạng của lý dương làm cho bọn nó có chút sợ hãi dù sao lưu manh thì lưu manh đám này cũng chỉ là một đám nhóc mười mấy tuổi chưa ráo máu đầu hàng ngày chỉ quen hiếp yếu nịnh mạnh đối với loại sinh tử chiến đấu một chút cũng không có quen thuộc a à. cô bé tiểu tiết phía sau lưng lý dương thì sợ hãi bám chặt lấy mép áo của lý dương không rời gương mặt hoảng hốt nhưng kèm theo một chút hối hận bản thân nàng cho rằng, chính là vì món nợ trị bệnh của nàng mới làm cho Lý Dương lâm vào hoàn cảnh này, chứ nàng không hề biết rằng bọn kia là vì nàng mà tới. Dù có món nợ kia hay không cũng sẽ như vậy, món nợ chỉ là cái cớ mà thôi, lũ ăn hại, còn chờ gì nữa, bắt nó cho bản thiếu ra. Thiết trì thấy đám người trần trừ như vậy thì tức giận hét lớn, gầm lớn một tiếng sắn tay áo lên muốn tự thân động thủ lý dương thấy vậy con mắt cũng đỏ lên trong đầu phút chốc hiện lên ý nghĩ liều mạng dù hôm nay có đổ máu hay bỏ mạng tại đây hắn cũng không thể để bọn chúng bắt đi tiểu tuyết bởi vì một khi bị bắt đi thì chắc chắn không có ngày trở ra đám ngang ngược càn rỡ này cũng không phải lần đầu làm chuyện xấu đang lúc xong phương chuẩn bị xông vào nhau thì bỗng cả căn phòng kịch liệt run rẩy ban đầu chỉ là chấn động nhẹ, nhưng, dầm, một cái liền run rẩy mãnh liệt rồi phía trên như bị hai cái móng vuốt đen kịch mạnh mẽ xé mở ra, đồng thời một cái âm thanh rùng rợn khủng bố truyền tới. Khẹc khẹc, một đám mồi ngon, thật thơm ngon a a a ha ha ha. Bên trong đám mây, một đứa trẻ chừng 10 tuổi cười lên điên cuồng. Nhưng đứa trẻ này hai mắt đen bóng, đầu to quá khổ, toàn thân là ma khí quấn quanh, trên miệng còn có máu đen rơi rớt. Nhìn qua liền làm cho người ta nổi da gà, nhất là lời nói vừa rồi kia càng làm cho không khí xung quanh lạnh lẽo đi mấy phần. Nhưng một âm thanh khác lại vang lên, hừ, đám nhóc này có gì ngon? Ta thấy mau huyết tế cho xong tòa thành này rồi đi tới nơi khác tiếp tục a. À, khẹt khẹc, khẹc ngươi chẳng lẽ đã quên, đám nhân tộc này một khi mới sinh ra cho đến mười mấy tuổi nhỏ đều sẽ mang theo một tia tiên thiên chi khí trời sinh sao? nhờ tia tiên thiên chi khí này mà bọn chúng có tốc độ tu hành thuận lợi như vậy. Nếu như ta có thể hấp thụ càng nhiều những đứa trẻ này, đó chính là đại bổ A. Nếu có được chừng ức vạn cái, vậy thì tu vi của ta thậm chí có thể phục hồi đến tám chín thành A, hé hé é. Đứa trẻ nọ lại cười lạnh lẽo liếm mép một cái, bộ dáng hưng phấn không thể che giấu. chương 3, tàn hồn và huyết độn. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Mặt đất dày cứng cỏi lúc này lại như một tờ giấy mỏng không chịu nổi một kích bị xé mở toạc ra. Nhà cửa, đất đá, cây cối bị lật sang một bên, để lộ ra một căn hầm đá có hơn 200 đứa trẻ đang xanh mét sợ hãi theo bản năng nhìn lên. Trong một góc nhỏ phía xa, đám người thiết trì cùng Lý Dương cũng đang gắt gao sợ hãi nhìn lên, mọi động tác đều thoáng cái đình chỉ lại. -t 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 -t, một tiếng hú hưng phấn như mơ hồ truyền ra từ trên bầu trời ngay lúc đó một cỗ hấp lực mạnh mẽ truyền tới hơn hai trăm đứa trẻ giờ phút này như bị trúng định thân thuật không nhúc nhích được dù chỉ một đầu ngón tay nhanh chóng bị hút lên mà đám mây đen lại xoay vòng ngay trung tâm mở ra một cái lỗ hổng tựa như một cái miệng khổng lồ đang thèm thuồng hút lấy những cái bánh thơm phức vậy đám trẻ bị hút lên trong chớp mắt đã tạo thành một dòng suối người nhao nhao bay đến cái miệng khổng lồ mặc dù bị phong bế cử chỉ thế nhưng không hiểu vì lý do gì chúng lại không bị cấm khẩu giờ phút này những tiếng kêu la khóc lóc van nài nhanh chóng vang lên cứu ta với cứu con với cha mẹ ơi hu hu một số thì hét lớn một số thì ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra nổi mà không khống chế được tiểu ra quần vì quá sợ hãi một màn thảm thiết này người bình thường nghe qua chắc chắn sởn gai ốc nhưng hình như lại giống như gia vị cho bữa ăn của đứa trẻ ma mị bên trên đám mây mà hiển nhiên việc bọn trẻ còn có thể la hét cũng là do hắn cố ý mà ra đối với nó những tiếng hét thảm này là loại gia vị tuyệt hảo cho những bữa ăn máu me như thế này lúc này trong đám trẻ bị hút lên có cả thiết trì và lý dương Thiết trì lúc này đang vừa tiêu tiểu ra quần, vừa khóc lớn kêu gào cứu mạng khản cả giọng. Còn Lý Dương và Tiểu Tuyết thì mặc dù sợ hãi nhưng tâm trí vốn đã chuẩn bị liều chết nên chỉ la lên giật mình lúc đầu, sau đó liền nhìn nhau. Tiểu Tuyết ta xin lỗi, ta đã hứa sẽ chữa bệnh câm cho muội lại còn hứa bảo vệ muội suốt đời, nhưng lần này ta phải thất hứa rồi, thật xin lỗi. Lý Dương nhìn Tiểu Tuyết nói ra. Tiểu tuyết từ khi được Lý Dương mang về, chưa lần nào mở miệng ra nói câu gì, chỉ là dùng hành động và cử chỉ mà thôi. Lúc này, ánh mắt tiểu tuyết nhìn Lý Dương lại bình tĩnh dị thường, dường như cố gắng nhìn kỹ gương mặt của hắn vậy. Thấy ánh mắt này của tiểu tiết, Lý Dương trong lòng mềm nhũn lại ôm chặt tiểu tiết vào lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, nói ra. Lý Dương ta một đời cô nhi, cho đến nay đều suy nghĩ mình sẽ cô độc sống, cô độc chết đi, làm một con ma cô nhi. Nhưng ông trời vẫn không tuyệt đường, cho ta có muội bầu bạn quãng đường cuối cùng. Tiểu Tuyết, muội là người thân duy nhất trên đời của huynh, dù có chết, muội yên tâm, ta vẫn sẽ bên muội. Nói xong, Lý Dương ôm chặt Tiểu Tuyết nhắm mắt lại. Bờ vai Lý Dương truyền đến cảm giác ươn ướt, hiển nhiên là Tiểu Tuyết đang thúc thít khóc bên tai truyền đến âm thanh gào thét lại cảm nhận lực hút ngày càng lớn lý dương mặc dù nhắm mắt cũng có thể biết cái chết cũng không còn cách hắn bao xa nữa mà vị trí của lý dương lúc này mặc dù gần cuối dòng suối người bị hút lên nhưng cũng đã gần tới cái miệng khổng lồ rồi mắt thấy thân ảnh hai người ôm chặt nhau chuẩn bị trôi vào trong chết chóc thì bên tai lý dương bỗng nghe thấy tiếng nói ầm ầm giận dữ lớn mật làm can hai cái giọng nói này hầu như phát ra cùng một lúc tựa như lôi âm quanh quẩn trời đất rầm rầm đánh tới tiếp sau đó chỉ nghe oanh một tiếng liền có hai vầng sáng lóe lên lấy tốc độ mắt thường không nhìn kịp mạnh mẽ đánh tới cái miệng do mây đen tạo ra bị hai luồng sáng này đánh tới một cái lập tức run dày kịch liệt chỉ trong sát na liền vỡ vụn mà dòng suối người theo cái vỡ vụn của cái miệng khổng lồ kia lực hút tan biến cũng theo đó rớt xuống thậm chí còn có một số chân, tay, huyết nhục, đầu người theo đó rớt xuống, máu thịt be bét nhảy nhụa. Cảnh tượng này cho thấy vừa rồi, tất cả đám trẻ đều là bị tươi sống nhai nuốt như một bữa ăn thuần túy. Ngay khi đám trẻ rớt xuống, lập tức có một vật như cái đĩa ngọc phát ra ánh sáng nhu hòa đem hơn 20 đứa trẻ còn sống này đỡ lấy toàn bộ rồi nhoáng cái biến mất tại chỗ mà nương theo cái biến mất này, trên bầu trời lại mở ra một cái lỗ đen kịch, không gian mạnh mẽ tách ra một cái thông đạo. Đứa trẻ bên trong đám mây nhìn thấy cảnh này liền giận dữ đứng dậy phát ra tiếng rít chói tai, ai, kẻ nào dám phá bữa ăn của bản tọa. Lăn ra đầy cho ta tương đương tương đương tương đương giọng nói này vang vọng như ma âm quanh quẩn, hình thành từng tầng sóng gợn ma âm lan tràn tứ phía, lại mạnh mẽ va chạm với thông đạo trên bầu trời thế nhưng mà âm có vẻ cực kỳ mạnh mẽ kia vừa chạm tới thông đạo liền kịch liệt vỡ vụn thông đạo kia ngược lại không chút tổn hao gì bên trong thông đạo một tiếng hừ lạnh giận dữ vang lên một cái tàn hồn huyết tổ cũng dám làm loạn nơi đây tìm chết giọng nói này vừa nói xong lập tức có một cánh tay thò ra từ thông đạo chỉ có một cánh tay nhưng sau khi xuất hiện liền vỗ xuống một cái theo một vỗ này, thiên địa thất sắc, mây đen vũ động, linh khí chung quanh ảo ảo kéo tới tạo thành một bàn tay ngũ sắc ẩm ầm đánh xuống. Bàn tay ngũ sắc này còn chưa đánh tới, đám mây đen khổng lồ vậy mà dục dịch tản mát để lộ ra một đứa trẻ kỳ dị ma mị đang đứng trên một cái quạt đen thôi. Đứa trẻ này chính là tàn hồn huyết tổ mà giọng nói kia vừa nhắc tới. Giờ phút này trong lòng nó cũng là hoảng hốt vô cùng. Nó đúng là một cái tàn hồn huyết tổ bị phong ấn qua vô số năm tháng. Mãi đến hôm nay, sau khi tự bạo gần hết tu vi còn sót lại và cả nhục thân bị phong ấn mới thoát ra. Vừa thoát ra liền nhìn thấy Sài Thiên Thành. Thân là một tên huyết tổ có tu vi cao vời, lưu lạc tới mức này cũng bởi vì một đám tu sĩ nhân tộc khi xưa phong ấn nó, làm cho nó thống hận nhân tộc đến cùng cực. Lúc này, nhìn thấy Sài Thiên Thành một đám nhân tộc như vậy, sao có thể bỏ qua? Nhưng nó hiển nhiên không nghĩ rằng thành này vốn là một trong những cái thành liên tục chinh chiến, được sự chú ý của đám nhân tộc lão quái. Kết quả vừa huyết tế gần xong thì kéo ra hai gã lão quái có tu vi cao thâm. Nếu nó còn đương thời, tất nhiên một tát chụp chết hai người mới tới. Nhưng với sức lực hiện nay, nó một thành cũng không nắm chắc mà lúc này, cảm nhận ba động trong bàn tay ngũ sắc ẩm ẩm đánh xuống, nó cắn răng một cái hét lớn, huyết độn. Nói xong, quanh thân nó đột nhiên nổi lên một tầng xương máu màu đỏ sậm. Tầng xương máu này cũng không biết dùng thuật pháp quỷ dị gì mà tốc độ hiện ra còn nhanh hơn cả ánh sáng, bàn tay ngũ sắc đánh trước nhưng còn chưa kịp tới thì bên này đám xương máu đã hiện ra. Bồng! Vừa lúc này bàn tay ngũ sắc cũng mạnh mẽ va chạm vào đám xương máu, âm thanh như dùng tay đập vào bông gòn. Mặc dù làm cho nó biến dạng, nhưng rốt cục không thể đánh vỡ nó. Trong thông đạo rõ ràng truyền ra một chút kinh ngạc, nhưng sau đó là một tiếng hừ lạnh kèm theo, sát ý lại tăng thêm mấy lần. Trong đám xương máu, một tiếng hừ thảm truyền tới, nhưng ngay sau đó là một giọng nói oán độc rõ ràng truyền đến, "Vân Linh Tông sao?" được, bổn tọa nhớ kỹ. Nỗi nhục ngày hôm nay, ngày sau tất có báo đáp. Khẹt khẹt, tiếng cười chưa dứt trong đám xương máu liền truyền ra tiếng nổ rồi quay cuồng, chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng, hả? Trong thông đạo rõ ràng truyền đến một tiếng kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ cái tàn hồn huyết tổ này quyết đoán như vậy. Vừa ra tay liền vận dụng huyết độn thuật bỏ chạy. Ngay lúc đó, giữa không trung lại truyền đến một tiếng cười khẩy, hứa lão đầu, không ngờ một cái tàn hồn cũng có thể chạy ngay dưới mũi. Xem ra bế quan lâu quá cũng làm cho xương khớp ngươi cứng lại rồi a, à, ha ha. Hừ, người kia là huyết tổ, hắn hy sinh hồn lực để dùng huyết độn, dù hiện giờ chạy ra đã hơn vạn dặm xa, nhưng thương thế chắc chắn không nhỏ. Hiện giờ mặc dù không tàn phế, chắc chắn cũng trọng thương không có vài trăm năm yên lặng khôi phục đừng nghĩ đến chuyện đấu pháp còn về chuyện khớp xương của lão hủ thực ra nếu lão hùng ngươi muốn biết chẳng phải có thể thử hay sao hắc hắc chúng ta đánh qua đánh lại đã mấy nghìn năm dù ngươi không chán ta cũng chán hôm nay ta không có hứng thú đánh với ngươi nhưng ngược lại ngươi có hay không cho ta một cái công đạo nha công đạo ngươi còn dám nói công đạo người đã đến nơi này trước ta một bước không ra tay ngăn cản một chút được sao hắc hắc ta là giật mình à vừa nãy thấy một tên huyết tổ nên tâm thần có chút rung động cho nên hà hà hứa đạo hữu lần trước cây linh thảo kia ta còn chưa tới tính toán với ngươi một hai à hừ chuyện lần này xem như bỏ qua đi mà chuyện lần kia sau này lão hùng ngươi cũng đừng hòng trước mặt ta nhắc lại nữa giọng nói bên trong thông đạo cũng có chút bất đắc dĩ truyền ra, khà khà, như vậy mới tốt. Vậy đứa trẻ đó sau này giao cho hứa lão ngươi chăm non ta cũng yên tâm, hừ. Trong thời gian này bọn ta cần khôi phục lại tòa thành. Mọi việc cứ theo ước định đi, tốt cứ vậy đi. Lời này vừa dứt, thông đạo truyền ra tiếng thở dài sâu lắng, chậm rãi thu nhỏ lại. Mà không gian cũng theo đó yên tĩnh lại. Chương 4 Vân Linh Tông nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Vân Linh Tông tên như ý nghĩa quanh năm được bao phủ trong một đám mây mù sương khói tràn ngập linh khí. Bên trong sơn môn chia thành nhiều dãy núi liên tiếp nhau, linh khí lượn lờ, hoa cỏ khoe sắc đủ các loại linh hạc tiên cầm bay lượn chung quanh. Thật xứng với uy danh một trong các môn phái đệ nhất của nhân tộc tu sĩ. Mà Vân Linh Tông, mặc dù cũng chia ra làm nhiều ngọn núi khác nhau, nhưng không chia theo chi hệ, mà phân chia theo tu vi thực lực. Trung Tâm Tông môn có một ngọn núi cao vút đâm thẳng vào thiên không gọi là Vân Linh Sơn. Vân Linh Sơn quanh năm mây mù bao phủ, che chắn mọi tầm nhìn, chung quanh mấy trăm dặm cũng theo đó cấm không tu sĩ trong tông đi ngang nơi đây đều một đường đi bộ để tỏ lòng tôn kính đối với nơi này bởi vì trên đỉnh Vân Linh Sơn chính là nơi tu luyện của vị lão tổ của môn phái bọn họ, một trong mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ hiếm hoi của tu tiên giới. Mà bên dưới một chút là nơi thanh tu của mấy vị thái thượng trưởng lão trong tông môn. Cho đến kế tiếp thì là nơi cư ngụ của tông chủ Vân Linh Tông các đời. Mà thấp hơn nữa là nơi ở các các vị trưởng lão mà ở dưới cùng Vân Linh Sơn có thấp thoáng mấy cái động phủ, đây chính là nơi cư ngụ của một vài đệ tử thiên tài, được mệnh danh là đệ tử hạch tâm đến tu luyện. Vân Linh thông chia làm ba khu vực. Ngoại trừ khu vực hạch tâm là Vân Linh Sơn, thì bao quanh có đến 5 ngọn núi lớn là nơi cư ngụ của các đệ tử nội môn. Vòng ngoài nữa, cũng là khu vực thứ ba chính là khu vực của đệ tử ngoại môn phân ra làm ba khu vực như vậy, trên thực tế ngoài sự thể hiện quyền lợi địa vị trong tông môn, còn phân chia đặc quyền hưởng thụ linh khí nồng đậm. Càng gần khu vực Hạch Tâm, linh khí càng nồng đậm. Trên tu tiên giới cũng là quy tắc này, người càng mạnh, càng đoạt được nhiều tài nguyên, càng được hưởng thụ nhiều, càng có tương lai tu vi nâng cao, địa vị càng nâng lên chính chuyện này tạo thành một cái vòng lẩn quẩn làm cho đám đệ tử ngoại môn thì điên cuồng tìm cách chen vào nội môn đám đệ tử nội môn thì nằm mơ cũng muốn làm đệ tử hạch tâm mà ngày hôm nay trong đại điện trên vân linh sơn lúc này đang có bầu không khí khá ngưng trọng trên đài cao có một cái bồ đoàn màu vàng kim ngồi bên trên là một trung niên mặc đạo bào mặt mũi hiền từ không giận mà uy người này là vân linh tông chủ đương nhiệm thông hòa chân nhân ánh mắt thông hòa chân nhân này một mảnh thanh minh lúc này rõ ràng mang theo sự tức giận nhìn xuống bên dưới nói lần này sự kiện kia đột phát quá nhanh làm trưởng lão cũng ngã xuống toàn bộ xài thiên thành cũng bị hủy trong chốc lát vân linh tông lần này nói thế nào cũng phải có trách nhiệm a à mà bên dưới đài chia làm hai bên có hai hàng ghế mỗi bên bốn cái tổng cộng tám cái ghế nhưng lúc này cái ghế cuối cùng hàng bên phải lại trống một chỗ còn lại đều có người ngồi nghe tiếng của thông hòa chân nhân một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi hàng ghế đầu bên trái liền lên tiếng tông chủ sư huynh nói đúng việc này theo ta vân linh tông chúng ta phải chịu trách nhiệm hơn nữa ngoài việc tái dựng xài thiên thành, còn phải đối với những đứa trẻ còn sống sót kia có sự đền bù thỏa đáng. Nghe lời này, một vị nữ nhân chạc 40 tuổi ngồi hàng ghế thứ nhì bên phải liền cười lạnh ngắt lời. Nhìn chỉ sư huynh hăng hái như vậy, hay là lần này ngươi đến xài thiên thành chấn giữ ở đó làm gương đi à, phụ nhân này vừa mở miệng liền bất mãn ngay mà vị lão nhân gọi Trì sư huynh kia nghe vậy thì cười khổ ngần ngừ đáp, chuyện này, ai, thấy cảnh này, nguyên đám người trong đại điện đều cười khổ. Chuyện tình như vậy giữa hai người này, bọn họ nhìn nhiều thành quen rồi. Lúc này, người ngồi hàng đầu bên trái mới khẽ ho một tiếng, nói, "Trì sư đệ nói đúng. Dù thế nào đi nữa, Vân Linh Tông chúng ta cũng phải xử lý cho thật ổn thỏa." những gia tộc bên kia dù thế nào đi nữa cũng đang nhìn hành động của chúng ta a à. nếu không giải quyết ổn thỏa sau này bọn họ mặc dù không lên tiếng nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái đâu a à. nghe lời nói này nguyên đám người trong đại điện đều ngầm đồng ý lời nói của vị ngồi hàng đầu bên trái này rất có uy tín bởi vì hắn là một trong những người có khả năng tấn chức tông chủ nhất trong vòng mấy trăm năm trở lại đây chỉ cần một khi thông hòa chân nhân tiến thêm bước nữa thì vị trí kia 89 phần 10 rơi vào tay người này rồi. Cho nên lời nói của hắn không thể xem nhẹ, cũng không ai dám xem nhẹ. Người này tên gọi Vô Ngôn Tử. Đám gia tộc trong lời của Vô Ngôn Tử chính là những gia tộc tu tiên phụ thuộc vào Vân Linh Tông. Những gia tộc này mặc dù nhỏ bé, nhưng số lượng khổng lồ là nguồn cung cấp tài nguyên, nhân lực, vật lực để phát triển Vân Linh Tông nếu như lần này vân linh tông xử lý không tốt ngày sau ai còn một lòng hướng bọn hắn ra sức nữa chứ thông hòa chân nhân đảo mắt nhìn một vòng lúc này khẽ tằng hắng một cái tiếp lời được rồi nếu chư vị sư đệ đã hiểu vậy thì ta cũng không giải thích gì thêm vân linh tông chúng ta trước tới nay đều một lòng tiến thoái trách nhiệm này tất nhiên là không của riêng ai các vị sư đệ, chúng ta cùng nhau gánh vác A, à, nói xong, ánh mắt thông hòa chân nhân nhìn về bên ngoài, môi khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, một thanh niên mặc đạo bào màu tím, ánh mắt trong suốt tĩnh mịch bình tĩnh dẫn theo một nhóm 20 đứa trẻ đi vào trong đại điện. Bởi vì nguyên một đám người trong đại điện, từ trước đã cố ý thu lại toàn bộ uy áp, cho nên đám trẻ này mới nhẹ nhàng đi vào như thế này. Mặc dù vậy, không khí tòa đại điện cũng mang lại cho bọn trẻ một áp lực không hề nhỏ. Nguyên đám này, trong lúc vô hình chung cũng đi sát vào nhau một chút, có vẻ như chim sợ cành cong. Mặc dù ngày hôm nay, cách sự kiện huyết tế kinh khủng đã qua hơn 3 tháng. Trong thời gian này, Vân Linh Tông đã chữa trị, bồi dưỡng rất nhiều, nhưng khủng hoảng tâm lý như thế không thể nào trong thời gian ngắn xóa nhòa được. Nhất là khi cả đám trẻ đều biết cả gia đình, họ hàng, gia tộc đều không thoát khỏi trường đại nạn kia. Nhìn dáng vẻ thấp thỏm của bọn trẻ, ánh mắt của mấy người trong đại điện đều nhu hòa xuống. Nói gì đi nữa, bọn họ cũng đều là con người, cũng có gia tộc liên quan sâu xa, cũng có tình thân. Mặc dù tuổi thọ trải qua nhiều tuế nguyệt, nhắm mắt mở mắt cũng là hàng trăm năm, nhưng thủy chung, nhân tính trong lòng cũng không thể bị bào mòn đến mức máu lạnh được. Thanh niên kia dẫn theo đám thiếu niên này đi đến trước đài cao, liền ngừng lại cung kính hành lễ, đệ tử Vũ Thăng xin ra mắt sư tôn cùng các vị sư thúc. Thông Hòa Chân Nhân khẽ gật đầu, ôn hòa nói: "Cho ngươi lui, đệ tử xin phép." Nói xong, Vũ Thăng cúi đầu xoay người đi ra khỏi đại điện để lại đám trẻ ngơ ngác. Mà trong lúc này, Lý Dương mím chặt môi, ánh mắt kiên định, kéo một cô bé mặt mũi xinh đẹp đi tới phía trước dập đầu tiểu nhân Lý Dương cùng tiểu tuyết, xin cảm ơn ân cứu mạng của các vị đại nhân Gia Gia. Các vị Gia Gia ở trên, xin nhận của ta cùng tiểu tuyết ba lại. Nói xong, Lý Dương cùng tiểu tuyết bình bình bình, bình dập đầu ba cái. Mà thông hòa chân nhân thấy vậy, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ôn hòa tiếp nhận ba lạy của Lý Dương cùng tiểu tuyết. Đám người chung quanh thấy vậy đều hơi gật nhẹ đầu, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dậy đây là suy nghĩ chung của bọn họ mà nguyên đám trẻ còn lại thấy vậy cũng nhao nhao quỳ xuống định khấu đầu tạ ơn nhưng vừa quỳ xuống liền có một luồng gió nhẹ nhàng nâng bọn chúng dậy người vừa phát ra luồng gió kia chính là thông hòa chân nhân lão ôn hòa nói không cần đa lễ bảy người ngồi hai bên thấy vậy thì hai mắt liền lóe ra chút dị sắc nhưng ai cũng chỉ cười cười không nói lời nào lúc này thông hòa chân nhân lại tiếp tục nói đám trẻ này quả thật đáng thương nếu chúng đã đến đây vậy ta hy vọng mỗi vị sư đệ cũng không nên cô phụ chúng a à. thông hòa chân nhân đã nói đến mức này tùy tiện nhặt cái đầu heo nào đó ngoài đường đều hiểu được a à. bởi vậy vô ngôn tử liền bình tĩnh đáp tông chủ sư huynh nói đúng nếu vậy thì chúng ta cứ tùy theo tâm ý bọn trẻ mà chia nhau ra dạy dỗ việc còn lại tùy vào cơ duyên và cố gắng của bọn chúng chư vị sư huynh đệ thấy sao? Có câu nói này, tất nhiên mọi người đều nhao nhao đồng ý. Mà ngay cả vị phụ nhân lúc trước có chút khó chịu, nhưng sau khi nhìn qua đám trẻ thì gương mặt cũng đã ôn hòa lại một ít. Vị lão nhân họ chỉ kia thấy cảnh này liền có chút xấu hổ ho một tiếng, nhìn về một thiếu niên nói ra, cậu bé, ngươi tên gì? thiếu niên được gọi này vừa thấy vậy liền gương mặt mừng rỡ quỳ xuống thấp giọng cung kính nói hồi bẩm đại nhân ta tên thiết trì tốt tốt thiết trì ngươi có đồng ý bái lão phu làm sư phụ không chúng ta đều có một chữ trì xem ra cũng có duyên phận a à, ha ha chỉ lão nhân nụ cười càng rạng rỡ mặt không đổi sắc mạnh dạn nói chỉ sư huynh, người thực gian xảo a à, trong cả đám, đứa bé này có tư chất tốt nhất, là một địa linh căn hiếm thấy, người liền dụ dỗ Mấy người còn lại thấy chỉ lão nhân nhanh chân hơn một bước, trong lòng liền thống hận bản thân chậm chân, vì vậy âm thầm mắng một tiếng cũng ra nhập tranh đoạt. Đại điện thoáng chốc liền sôi động hơn rất nhiều. Nhìn mấy vị sư đệ mồm mép tung bay, nước bọt qua lại phân chia đệ tử, thông hòa chân nhân liền mỉm cười. Đám sư đệ đây chính là cho hắn mặt mũi A. À. Một đám nhóc chưa ráo máu đầu, còn chưa đáng giá bọn họ tranh đoạt như vậy, đây chỉ là vì thể hiện ủng hộ đối với quyết sách của thông hòa chân nhân A. À. Trương Nam, đệ tử ngoại môn, nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Trải qua một hồi tranh giành, trên đại điện chỉ còn lại bốn đứa trẻ. Trong bốn thiếu niên này có hai nam hai nữ, mà hai trong đó lại là Lý Dương và Tiểu Tuyết ngay từ đầu lý dương và tiểu tuyết làm ra hành động kia thông hòa chân nhân lại không có hành động từ chối sau đó đám trẻ còn lại lại muốn quỳ bái thì thông hòa chân nhân lại không tiếp nhận điều này ý vị như thế nào ai nấy cũng đều hiểu rõ cho nên ai nấy mặc dù tranh nhau gãy lưỡi nhưng cũng không có động đến trên người lý dương và tiểu tuyết lúc này thông hòa chân nhân mới ho nhẹ một tiếng nói Lý Dương, Tiểu Tiết, hai người có đồng ý làm ký danh đệ tử của Lão Phu không? Lý Dương nghe vậy thì không chút trần trừ, cung kính quỳ xuống, đệ tử ra mắt sư phụ đại nhân. Tiểu Tiết thấy vậy cũng nhẹ nhàng quỳ xuống. dáng vẻ tùy thuộc hết vào Lý Dương. Thông hòa chân nhân thấy cảnh này thì cười hiền lành, mặt khác mấy người còn lại trong đại điện cũng đều nở nụ cười một người trung niên ngồi ghế gần cuối bên trái cười nói: Lý Dương phải gọi là sư tôn mới hợp lễ nghĩa a. À. Lý Dương nghe vậy thì gương mặt đỏ lên, xấu hổ định dập đầu kêu sư tôn thì thông hòa chân nhân lại cười hiền hòa phẩy tay nâng hắn và tiểu tiết đứng dậy không cần đa lễ. Hai người mặc dù là đệ tử ký danh của ta nhưng cũng phải trải qua khảo hạch rèn luyện như mọi người. Từ hôm nay liền đến ngoại môn tu tập theo môn quy cố gắng cho tốt, đừng làm mất mặt thanh danh đệ tử Vân Linh Tông chúng ta, đồ nhi tuân mệnh sư tôn. Lý Dương rất cung kính khoanh tay nói, mà tiểu tiết cũng cúi đầu. Ngay sau đó, thông hòa chân nhân lại nói tiếp tốt. Đây là hai cái ngọc bội, xem như tín vật nhập môn ký danh. Nếu hai người cố gắng, vi sư sẽ ban thưởng cái khác. Nói xong, ánh mắt thông hòa chân nhân lại nhìn tới hai đứa trẻ còn sót lại. Hai đứa trẻ này tư chất cực kỳ bình thường, cho nên sớm không ai để ý gì đến. Nhìn tới hai đứa trẻ này, thông hòa chân nhân cũng một trận đau đầu, cuối cùng ánh mắt đảo đến chỗ vô ngôn tử. Vô ngôn tử thấy ánh mắt này, liền cũng không nhanh không chậm nói, hai người đến đây. Hai đứa trẻ này nghe vậy thì mừng rỡ chạy đến hành lễ đa tạ một phen. Mà bất ngờ, Thiết Trì lại đứng phía sau vô ngôn tử chứ không đứng sau chỉ lão như xu thế ban đầu. Mà giờ phút này, gương mặt của Thiết Trì nhìn Lý Dương và Tiểu Tuyết có chút căm tức và ghen ghét. Chút cử động nhỏ này của hắn làm sao qua mắt được mấy lão bất tử nơi này, nhưng ai cũng cho rằng đó là bình thường đối với tâm lý bọn trẻ, cho nên không ai nói gì. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, ai nấy đều trở về nơi tu luyện của mình còn đám thiếu niên thì được một trưởng lão ngoại môn đến đón để đưa đi ngoại môn bắt đầu thử thách rèn luyện đây là môn quy của vân linh tông dù bất cứ đệ tử nào cũng phải bắt đầu từ những bước cơ bản từ ngoại môn mà đi lên tuyệt không có ngoại lệ những thiếu niên này chỉ khác những đệ tử khác ở chỗ thân phận đệ tử ngoại môn bình thường sau khi tấn cấp thì sẽ được trở thành đệ tử nội môn còn những thiếu niên này lại được một cái hứa hẹn trực tiếp trở thành đệ tử của những vị trưởng lão quyền cao chức trọng trong tông phái hai cái này khác xa nhau một trời một vực mà chính điều này những thiếu niên này đến ngoại môn thì con đường chắc chắn cũng sẽ tránh được một số quanh co không cần thiết tuy vậy điều này không có nghĩa là bọn họ được ưu tiên đặc biệt gì đó mà vẫn phải gia nhập từ vòng chót dựa vào thân bản lĩnh của mình để gặt hái vinh quang mà mình muốn có trên đời không có bữa ăn nào miễn phí a, à. ngoại môn Vân Linh Tông chính là một khu vực cực kỳ rộng lớn, chia thành nhiều dãy nhà liên tiếp san sát nhau. Mà giờ phút này, mỗi một khu nhà đều có vô số đệ tử đi ra đi vào, cực kỳ náo nhiệt. Đám 19 người bao gồm Lý Dương bên trong đứng trên đám mây do vị trưởng lão ngoại môn điều khiển mà trong lòng bần thần. Ai nấy đều có suy nghĩ riêng nhất là lý dương vừa rồi sư tôn thông hòa chân nhân chỉ để hắn đi đến ngoại môn còn tiểu tuyết thì giữ lại để trị bệnh câm làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ đối với thực lực của sư tôn mặc dù lý dương không biết nhưng thấy địa vị và cách mọi người cung kính với lão nhân ra hắn hoàn toàn tin tưởng vào việc trị bệnh cho tiểu tuyết tuy có một sư tôn như vậy nhưng lý dương hoàn toàn không có chút ỷ lại nào Trải qua muôn hình vạn trạng cuộc sống, cay đắng ngọt bùi đều trải qua, Lý Dương mặc dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng vẫn hiểu rất rõ, chỉ có tự bản thân cố gắng, dùng thực lực nói chuyện. Còn tất cả ngoại lực đều chỉ mang tính phụ trợ. Chưa biết chừng, nếu Lý Dương hắn ỉ lại, hống hách thì sau này có muốn nhận sư tôn cũng không ai nhận hắn a. À. Lúc này, đứng đằng trước đám mây là một trung niên đầu chọc tên là Đặng Siêu có tu vi trúc cơ trung kỳ bản thân gã từng là một đệ tử nội môn nhưng trong thời hạn mà tu vi không tinh tiến cuối cùng được điều ra làm trưởng lão ngoại môn trong vân linh tông người như đặng siêu đúng là không ít ngoại trừ một số được phái đi làm quản sự trưởng lão ngoại môn hoặc các công việc bên ngoài một số ít khác thì được vân linh tông hậu thuẫn ra phàm trần sáng lập các gia tộc tu chân nối dài huyết mạch cho vân linh tông trong vân linh tông tất cả đều dùng điểm cống hiến đi đổi thậm chí muốn ra ngoài lập gia tộc thì cũng cần một lượng điểm cống hiến khổng lồ mới được sự gật đầu của vân linh tông nếu tự tiện sẽ bị coi là phản đồ bị diệt ngay tức khác ở vân linh tông ngoại trừ các vị trưởng lão hoặc có chức xác trong người những ai thuộc hàng đệ tử thì đều phải ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc nếu thực lực không đủ hoặc có lý do khác thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ bên trong môn phái những nhiệm vụ bên trong môn phái chắc chắn là những việc không có độ nguy hiểm cao cho nên điểm cống hiến cũng thấp đến đáng thương hầu hết là quét dọn hoặc là trồng cây cuốc đất dọn dẹp cho thú nuôi ăn quét tước này nọ những công việc này đều là những nhiệm vụ chỉ có đám đệ tử ngoại môn đến làm lại còn tranh nhau làm cả guồng máy của ngoại môn này kỳ thực cũng là dựa trên các loại nhiệm vụ làm xương sống từ đó kích thích đệ tử ngoại môn hoàn thành tự mình tích lũy cùng học hỏi quan trọng hơn nữa môi trường nơi này ai cũng như ai cạnh tranh cực kỳ khốc liệt mỗi một năm đều sẽ có khảo hạch những đệ tử ngoại môn không đạt tư cách đều sẽ bị loại ra khỏi ngoại môn một cách không thương tiếc vân linh tông mấy vạn năm qua sừng sững không ngã đều là nhờ những loại cạnh tranh tàn khốc đến duy trì đặng siêu sau khi mang đám người lý dương hạ xuống thì liền phân phó một gã quản sự đến làm thủ tục cũng như an bài cho bọn họ còn bản thân hắn thì đi đâu không rõ mà đám người lý dương cũng không dám có tâm tư để ý lúc này chỉ có lẳng lặng ngó trái nhìn phải xem xét hoàn cảnh nơi này vị quản sự này mặt mũi bình thường chỉ có cái miệng để một chòm dâu dê là thu hút sự chú ý của người khác mà thôi sau khi tiếp nhận đám người vị quản sự sau khi cười nịnh nọt nhìn đặng siêu đi mất thì quay đầu thay đổi bộ mặt sang lãnh đạm nhìn đám thiếu niên mới đến nói ta là chu thái là quản sự nơi này các ngươi theo ta đi làm thủ tục nhập môn nói xong xoay người đi về một hướng nguyên đám thấy vậy liền đi theo chu quản sự đến một gian phòng tại nơi này mỗi người lại được nhận hai bộ đạo phục có màu xám là màu dành cho đệ tử ngoại môn thấp kém nhất đi kèm là một cái lệnh bài bằng ngọc có đánh số thứ tự mặt trước mặt sau là hình một đám mây đám mây này là ấn ký của vân linh tông lý dương nhìn lệnh bài có số thì cười khổ hắn đây là không biết chữ Cô nhi từ nhỏ không chết đói đã là tốt lắm rồi, sao có thể học được chữ viết. Chính vì vậy Lý Dương chỉ nhìn qua rồi cẩn thận ôm vào lòng. Chu quản sự ở một bên lạnh nhạt nhìn hết thảy. Sau khi tất cả 19 người đều nhận lãnh vật phẩm, gã liền tăng hắng một tiếng nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính thức trở thành đệ tử ngoại môn Vân Linh Tông. Sau này cố gắng làm việc và tu luyện cho thật tốt đừng làm mất mặt đệ tử ngoại môn chúng ta có biết không đệ tử đã biết nguyên một đám đồng thanh hô to khí thế thoáng cái hừng hực không thể không nói tại ăn nói của chu quản sự cũng không vừa giờ phút này nguyên một đám đệ tử này đều thành thật dễ bảo hơn rất nhiều hiện tại ta nơi này sẽ nói cho các người một ít sự tình liên quan trong tông môn thứ nhất môn quy có quy định trong tông môn tuyệt đối không được chém giết lẫn nhau ngoài ra chu quản sự không nhanh không chậm giảng giải nội dung môn quy cho đến nửa ngày chu quản sự mới thở ra một hơi nói được rồi đó là một vài quy định chủ yếu mà trước mắt các ngươi cần chú ý hiện giờ ta dẫn các ngươi đi chung quanh ngoại môn một vòng tránh cho sau này không cẩn thận vào chỗ không nên vào đến lúc đó dù là có thân phận gì thì cũng khó trách môn quy xử phạt a à. lý dương và những người khác nghe lời này âm thầm dùng mình tập trung tinh thần đi theo chu quản sự. Đến mỗi một địa phương, chu quản sự đều giới thiệu rõ ràng rành mạch, ví dụ nơi này là khu linh thú cấp cao trọng điểm bảo vệ, khu nọ là khu dược viên cao cấp không phận sự cấm lại gần, đi nửa buổi. Chu quản sự liền dẫn đám Lý Dương đến một nơi rộng rãi như một cái quảng trường. Quảng trường này không có kiến trúc gì, mà chính giữa lại có một tấm bia đá hình trụ trồi lên từ dưới mặt đất mà quảng trường này giờ phút này có chừng mấy trăm người mặc áo nâu của đệ tử ngoại môn đang người đứng người ngồi cảm nhận gì đó khuôn mặt đều quay về hướng bia đá